xin lật quyển kinh ra trong khoa hội trang 13, đếm ngược hàng thứ năm, phần kinh văn. Chúng tôi đọc từ đoạn này: dục linh ngã tác Phật thời, trí huệ quang minh sở cư quốc độ, giáo thọ danh tự giai văn thập phương. Lần trước đã giảng đến sở cư quốc độ, tiếp theo là giảng giáo thọ danh tự. Trong câu này có người, có pháp. Danh tự của người tức là ngày nay chúng ta nói Tây Phương Tam Thánh, là A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Đây là nói người. Còn pháp là chỉ Tịnh Độ Tam Kinh, tức Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật và Phật Thuyết Kinh A Di Đà. Ở Trung Quốc, chư Tổ Sư Đại Đức đời sau lại đem Phẩm Hạnh Nguyện và Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, đem hai loại kinh này phụ thêm phía sau của Tam Kinh, tức là hiện nay chúng ta đều quen biết Tịnh Độ Ngũ Kinh, lại cộng thêm Vãng Sanh Luận của Thiên Thân Bồ Tát. Đây là Thiên Thân Bồ Tát trình bày tâm đắc của mình tu học Tịnh Tông. Bất luận là lý luận, phương pháp và cảnh giới đều rất đáng được cho chúng ta làm tham khảo. Đó là hiện nay toàn bộ kinh điển của Tịnh Tông, gọi chung là Ngũ Kinh Nhất Luận. Cho nên quốc độ và giáo thọ danh tự giai văn thập phương, đây là nguyện vọng của Pháp Tạng, gọi là nguyện phổ văn. Trong khoa phán có nói rất rõ ràng: chánh báo diệu, y báo diệu và danh hiệu diệu. Ý nghĩa của chữ diệu này rất sâu, thật sự là vi diệu không thể nghĩ bàn. Nếu như không thâm nhập kinh tạng, không thâm giải nghĩa thú trong kinh, thì không biết chỗ hay của ba thứ diệu này. Ba thân của A Di Đà Phật là pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Không chỉ là điều nghe mười phương, mà cũng là chiếu khắp mười phương.
bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng đều có. Đây là chánh báo diệu. Quốc độ cư ngụ là cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới là một thế giới nhiếp thọ hết tất cả thế giới của mười phương ba đời chư Phật. Đây là Đức Thế Tôn thuyết pháp vì chúng ta giới thiệu mười phương chư Phật quốc độ chưa từng thấy. Chỉ có Tịnh Độ Di Đà là thù thắng vi diệu. Tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới nhờ vào pháp gì được vãng sanh cực lạc thế giới? Đều nhờ vào một câu Phật hiệu này. Cổ Đại Đức vì chúng ta giảng giải trong 48 lời nguyện, nguyện nào là thù thắng nhất? Cổ Đại Đức đều khẳng định là nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 là nói những gì? Là nói công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Lúc sắp mạng chung mà niệm từ một niệm đến mười niệm đều được vãng sanh. Vì vậy ở Nhật Bản gọi nguyện này là bổn nguyện niệm Phật. Họ nói không sai. Có được vãng sanh hay không? Theo tôi nghĩ thì chưa chắc. Là nguyên nhân gì? Vì họ không tương ứng với bổn nguyện của A-di-đà Phật. Vả lại trong tâm còn có cái ý đầu cơ cầu may. Các ông phải hết sức dụng công tu hành, còn ta thì không cần tu hành, vì ta có bổn nguyện niệm Phật. Cũng không cần ăn chay, cũng không cần trì giới, cái gì cũng không cần, chỉ cần nắm lấy một nguyện này thì trong tương lai sẽ được vãng sanh. Đây là họ đã tạo thành một sự hiểu lầm rất lớn. Lúc sắp mạng chung niệm một niệm đến mười niệm mà được vãng sanh là hạng người nào? Là hạng người trong suốt đời của họ chưa từng gặp qua pháp môn Tịnh Độ. Lúc họ sắp mạng chung thì nghe được thiện tri thức khuyên bảo họ niệm Phật, họ vừa nghe thì liền tỉnh ngộ niệm Phật cầu vãng sanh. Hạng người đó mới thật sự gọi là hồi đầu là bến. Cho dù họ suốt đời tạo tác ác nghiệp, đến lúc lâm chung họ chịu niệm Phật cũng được vãng sanh. Vào thời xưa có ông Trương Thiện Hòa có ghi chép trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục vào đời nhà Đường. Chúng ta nên biết ông ta là một đồ tể, là nghề giết bò. Lúc sắp mạng chung ông ta nhìn thấy rất nhiều người đào bò đến đòi mạng ông. Ngay trong lúc đó cũng may là thần trí của ông còn tỉnh táo, ông không mê hoặc, ông liền kêu lên cứu mạng. Lúc đó gặp duyên đã đến. Ông vừa kêu lên cứu mạng thì có một người xuất gia đi ngang qua nhà ông, nghe được tiếng kêu cứu mạng của ông. Người xuất gia này liền vào trong nhà ông xem xảy ra chuyện gì. Ông Trương Thiện Hòa cho biết có rất nhiều người đào bò đến đòi mạng tôi. Người xuất gia này liền đốt một bó nhang đưa cho ông ta, bảo ông niệm lớn tiếng A Di Đà Phật cầu sanh Tịnh Độ. Ông liền y theo niệm, niệm được mấy tiếng thì ông nói không còn thấy người đào bò nữa. Ngay lúc đó thì A Di Đà Phật đến tiếp dẫn ông ta. Ông ta liền vãng sanh.
Thật ra ông Trương Thiện Hòa đã tu nhiều đời nhiều kiếp, thiện căn phước đức nhân duyên trong một sát na đã thành thục, nên ông niệm Phật được vãng sanh. Quý vị nghĩ xem, lúc quý vị sắp mạng chung, quý vị có được gặp được cơ hội như vậy hay không? Nếu như không gặp được thì quý vị sẽ rơi vào tam đồ. Cho nên quý vị đồng tu nên biết, bốn nguyện niệm Phật trên mặt lý luận có thể nói được không, còn trên mặt sự thì là quá khó khăn. Nếu trong tâm còn có cái ý cầu may, trong kinh gọi là nhân địa bất chân, quả chiêu vu khúc. Nếu là một phương pháp tu học rất hay, Phật Pháp đã truyền sang Trung Quốc đã có 2.000 năm, lịch đại Tổ sư Đại Đức thì sớm đã dạy cho chúng ta rồi. Cần gì phải đợi sau khi Phật Pháp truyền sang Nhật Bản, người Nhật Bản đã phát hiện rồi đã truyền qua Trung Quốc? Đâu có cái lý này. Cho nên chúng ta phải biết rõ, nhất định phải lão thật niệm Phật, đặc biệt là trong thời đại hiện nay. Chúng sanh trong thời đại này quá nhiều khổ nạn, là một thời đại khác thường, cũng là thời đại không bình thường. Tâm lý của tất cả chúng sanh không bình thường, sinh hoạt không bình thường, hành vi không bình thường. Chúng ta phải dùng một pháp môn nào mới có thể độ được chúng sanh? Lão cư sĩ Hạ Liên Cư thể hiện trong nhân gian, ngài là vì sự việc này mới đến cõi này. Ngài đã ban cho chúng ta một bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ tốt nhất, chúng ta nhất định phải theo bản kinh hội tập này, phải thâm giải nghĩa thú, phải y giáo phụng hành, thì chúng ta trong đời này mới có thể được độ. Bản hội tập này còn vững vàng hơn bốn nguyện niệm Phật, còn đáng tin cậy hơn rất nhiều. Các đồng tu nhất định phải nhớ kỹ, muôn ngàn trở nên tham cầu tiện lợi, không nên nghĩ rằng không có cái gì tiện lợi hơn cái này. Nếu như trong tâm còn có cái ý đầu cơ cầu may, cái tâm này chính là vọng tâm, thì làm sao có thể vãng sanh tịnh độ? Quý vị hãy nghĩ xem, trong kinh vãng sanh, Phật bảo với chúng ta rằng, phàm là những người vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, ai ai cũng là bậc thượng thiện nhân. Nếu chúng ta không chịu tu thiện mà lại còn tạo ác, lúc sắp mạng chung chỉ niệm một câu Phật hiệu này thì được vãng sanh? Đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Tuy Tịnh Tông nói đới nghiệp vãng sanh, chư Tổ sư Đại Đức giảng rất rõ ràng cho chúng ta, chỉ mang nghiệp cũ, không mang nghiệp mới.
Cái gì gọi là nghiệp cũ? Tức là những nghiệp đã tạo trước khi chưa nghe Phật Pháp, hoặc là những nghiệp đã tạo trước khi chưa có thật sự nhận thức Phật Pháp, thì có thể mang theo những nghiệp đó. Chứ không phải quý vị hiện tại đã học Phật, một mặt niệm Phật, một mặt thì tạo nghiệp, đều có thể mang theo vãng sanh. Quý vị tra khắp trong kinh luận xem, Phật không có nói như vậy, Tổ sư Đại Đức cũng không có nói như vậy. Muôn ngàn chớ nên hiểu lầm. Thể hiểu lầm thì hậu quả không thể lường được. Nay chúng ta gặp được pháp môn này cũng là từ vô lượng kiếp, một cơ hội hiếm có khó gặp. Nếu chúng ta hiểu lầm thì sẽ bỏ lỡ cái cơ hội này, thật là đáng tiếc. Buổi sáng hôm nay tôi có khuyến khích các đồng tu nhất định phải thật sự phát tâm y giáo phụng hành. Chư Tổ sư Đại Đức có dạy chúng ta trì giới niệm Phật thì mới chắc chắn được vãng sanh. Phật tại trong kinh này giảng về trì giới niệm Phật rất tường tận, cũng rất là coi trọng. Phần kinh văn trong kinh này từ phẩm 32 đến phẩm 37 thì rất dài, đều dạy cho chúng ta trì giới niệm Phật. Từ phẩm 32 đến phẩm 37 nội dung là giảng về ngũ giới thập thiện. Phật rất là từ bi, Ngài đem tiêu chuẩn tu học của chúng ta hạ xuống mức thấp nhất, chỉ cần tu ngũ giới thập thiện. Nếu chúng ta không thể thọ trì ngũ giới thập thiện, quý vị nên biết tương lai đời sau trong lục đạo cũng không được lại thân người. Không lẽ quý vị có thể đi đến cực lạc thế giới làm Phật? Không có cái đạo lý này. Vì sao không thể thọ trì ngũ giới thập thiện? Cái nhân tố đầu tiên là tự mình từ vô thủy kiếp cho đến nay phiền não tập khí quá nặng. Quý vị phải giác ngộ, phải đoạn trừ hết những phiền não tập khí đó. Quý vị ở trong niệm Phật đường niệm Phật, niệm niệm gọi thức tự tánh của mình, thành tâm khẩn cầu A Di Đà Phật và chư Phật Như Lai gia trì. Giúp cho chúng ta từ trong phiền não tạp khí thức tỉnh lại, hạ một quyết tâm, lập đại chí, từ nay về sau vĩnh viễn xa lìa phiền não. Quý vị phải thực sự thực hành như vậy. Trong thuận cảnh không khởi lòng tham, trong nghịch cảnh không khởi lòng sân hận. Lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần rất rõ ràng, liễu liễu phân minh, thấy rõ chân tướng của cảnh giới là gì. Phật tại trong kinh Kim Cang bảo với chúng ta rằng phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng.
Bài kệ ở phần sau cùng của Kinh Kim Cang có nói, nếu những người tu tịnh độ chúng ta mà không xả bỏ được thì phải thường nhớ câu: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện, phải nên quán như vậy thì quý vị mới hàng phục được phiền não. Nếu như quý vị tùy thuận phiền não, tức là tùy thuận tam ác đạo, tức là tùy thuận luân hồi, thì là phải chịu khổ. Quý vị phải thuận theo lời Phật dạy thì mới có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cái cơ hội này không dễ gì gặp được. Như cư sĩ Bành Thế Thành có nói, từ vô lượng kiếp đến nay nhân duyên hiếm có khó gặp, chúng ta rất may mắn trong đời này đã gặp được pháp môn này. Gặp được mà nếu không nắm lấy cơ hội thì cũng là luống qua. Sau khi luống qua, lần sau mà gặp được chắc có lẽ là vô lượng kiếp sau. Đây là nói rõ cơ hội gặp được rất là hiếm có. Gặp được cơ duyên này tức là vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Trong đời này có cơ hội thành tựu viên mãn Bồ Đề. Quý vị nghĩ xem, cái cơ hội này đi đâu mà tìm? Rất là hy hữu, rất là hiếm có. Vì sao tâm quý vị lại thối chuyển? Vì sao quý vị lại đọa lạc? Vì sao quý vị đối với cơ duyên này nhận thức không rõ? Vì quý vị nghĩ rằng cái cơ duyên này rất bình thường, không lấy làm hiếm có. Quý vị không biết trân quý. Lỗi là lỗi ở chỗ này. Cái nhân tố thứ hai là bị cảnh giới bên ngoài dụ dỗ mê hoặc. Sức dụ dỗ mê hoặc rất lớn mạnh. Nếu so với thời xưa còn mạnh hơn rất nhiều lần. Chúng ta có sức lực gì lại có cách gì để chống trả những thứ dụ dỗ mê hoặc bên ngoài? Vào thời xưa, cổ đại đức sống trong xã hội chất phác, như Thích Ca Mâu Ni Phật sống trong thời đại đó, Phật tại trong kinh chỉ dạy người tu hành phải tìm một hoàn cảnh thanh tịnh, xa lìa nơi náo nhiệt, xa lìa chỗ náo nhiệt càng xa càng tốt. Trong nhà Phật gọi là trụ A Lan Nhã. Cái gì gọi là A Lan Nhã? Tức là một chỗ không có ồn ào quấy nhiễu thì gọi là A Lan Nhã. Vào thời xưa, trong nông thôn làm ruộng đều phải nhờ vào trâu bò cày bừa. Tiếng kêu của trâu bò rất lớn. Chỗ của người tu hành cư ngụ không thể nghe được tiếng kêu của trâu bò trong nông thôn. Dùng cái này để làm tiêu chuẩn.
Phật giáo là từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc. Sau khi Phật diệt độ 1000 năm sau, Thánh giáo mới truyền sang Trung Quốc. Vào thời xưa ở Trung Quốc, những vị thiện tri thức đó và chư tổ sư đại đức, họ xây dựng những đạo tràng, tự viện, am đường đều xây ở trong rừng núi, cách xa nông thôn ít nhất là 3 dặm đường. Những đạo tràng lớn đều xây dựng trong núi sâu. Là lý do gì? Về muốn tránh khỏi những sự dụ dỗ mê hoặc của xã hội, khiến cho hạng phàm phu chúng ta có thể giữ gìn tâm thanh tịnh lâu dài. Đạo lý là ở chỗ này. Hiện nay thì khó. Vì ngành thông tin đã phát triển, sự giao thông cũng thuận tiện, hầu như không có cách nào thoát khỏi những hoàn cảnh dụ dỗ mê hoặc. Vậy chúng ta phải làm thế nào để có thể giữ gìn tâm thanh tịnh của mình? Tự chúng ta trong đời này có được thành tựu hay không là ở tại then chốt này. Nhất là hiện nay máy vi tính rất phát triển, những vị đồng tu tại gia hiện tại trong nhà đều có máy vi tính. Ở tương lai, ở thế kỷ sau, máy vi tính là thứ cần thiết cho cuộc sống của mỗi một người. Quý vị sẽ mang theo bên mình, bất cứ lúc nào cũng có thể, cũng không thể rời khỏi nó. Nó có thể cho quý vị biết những tin tức trên toàn thế giới đều ở trong máy vi tính. Nội dung của những tin tức đó đều là dụ dỗ mê hoặc quý vị, chiếm hết 99%, để cho quý vị nhìn thấy liền sanh khởi tham sân si mạng. Máy vi tính có phải là một thứ đồ tốt hay không? Theo tôi nghĩ nó không phải là đồ tốt. Tôi nghĩ máy vi tính là yêu ma quỷ quái. Nếu quý vị mà kết bạn với nó thì quý vị thời thời khắc khắc không lìa khỏi nó, bất luận đi đến nơi nào, chỉ cần quý vị mở máy xem thì nó dụ dỗ mê hoặc quý vị. Quý vị nói có phiền phức hay không? Như chúng tôi mỗi ngày giảng kinh như vậy, chỉ là đăng tải một tí lên trang mạng mà thôi. Đó là không một phần trăm, thật là quá ít. Thế nhưng cũng có số người có thiện căn, họ tình cờ phát hiện được, họ gặp được, nếu họ có thiện căn, một tí Phật pháp này cũng có thể giúp cho họ giác ngộ, giúp cho họ hồi đầu. Quý vị nên biết, thế giới ngày nay có nhiều tai nạn. Nếu quý vị hỏi những tai nạn đó từ đâu mà có, những tai nạn đó đương nhiên là do tất cả chúng sanh đã tạo tác ác nghiệp từ vô lượng kiếp đến nay tích lại mà có. Tích lại là nhân, nếu nhân không gặp được duyên thì không hiểu quả báo,
Chúng ta muốn hỏi duyên là gì? Duyên chính là máy truyền hình, máy vi tính. Đây là ác duyên. Hồi nãy có vị cư sĩ ẵm đứa con đến thăm tôi. Đứa con hãy còn nhỏ. Ông ta hỏi tôi làm thế nào khiến cho đứa con minh tâm kiến tánh. Thật là quá khó. Quý vị nên biết những đứa trẻ bây giờ chỉ cần chúng biết mở máy truyền hình thì chúng tự mình mở máy. Mỗi ngày chúng xem tiết mục truyền hình. 2-3 tuổi thì đã bị tiết mục trong truyền hình làm ô nhiễm rồi. Thì chúng làm sao mà có thể khai ngộ? Hiện nay trong rất nhiều gia đình làm bậc cha mẹ, họ thường gặp phải vô cùng cảm thán: con cái không nghe lời cha mẹ, học sinh không nghe lời thầy giáo. Vì sao xưa kia con cái nghe lời cha mẹ, học sinh nghe lời thầy giáo, vì sao hiện nay chúng không nghe lời? Là vì chúng bị máy truyền hình dạy hư rồi. Học sinh ngày nay tiếp nhận cơ hội giáo dục trong truyền hình giỏi hơn sự giáo dục của cha mẹ, giỏi hơn sự giáo dục của thầy giáo. Những tiết mục trong truyền hình dạy những gì? Toàn là dạy yêu ma quỷ quái. Chúng ta phải đem những nhân tố này tìm ra. Hiện nay trong gia đình của quý vị, trong nhà quý vị không có máy truyền hình được hay không? Nếu quý vị không có máy truyền hình thì con của quý vị sẽ chạy sang bên nhà khác, chạy sang nhà khác xem máy truyền hình. Thì nó đi rồi chị không chịu ở nhà, quý vị nói điều này có phiền phức hay không? Có bao nhiêu người thật sự giác ngộ, thật sự hồi đầu, thật sự có thể kềm chế được phiền não tạp khí của mình? Những người này thật là hiếm có. Những người này trong ngày nay mà nói chính là người tái lai, không phải là người phàm. Họ thật sự đến cứu độ thế gian kiếp nạn. Tự họ nhất định là y theo Phật Pháp tu học, nhất định là y theo Kinh Vô Lượng Thọ tu học. Đây không phải là chúng tôi chỉ nói tán thán Kinh Vô Lượng Thọ. Trong những kinh luận khác, lý luận và cảnh giới đều quá cao, mức yêu cầu cũng quá cao. Người hiện nay đích thật làm không nổi. Còn mức yêu cầu của trong Kinh Vô Lượng Thọ thấp nhất, không có pháp gì thấp hơn nữa. Trên mặt hành trì chỉ yêu cầu chúng ta giữ ngũ giới thập thiện. Đây là mức thấp nhất. Lão thật niệm Phật, bổn kinh nói tam bối vãng sanh. Một câu quan trọng nhất là phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Cái gì gọi là phát Bồ Đề Tâm? Khi chúng ta khởi tâm động niệm đều tương ứng với lời dạy trong kinh này, thì cái tâm này là Vô Thượng Bồ Đề Tâm. Phật tại trong kinh này dạy cho chúng ta làm điều gì thì chúng ta thành thật mà làm, dạy chúng ta không nên làm điều gì thì chúng ta tuyệt đối không phạm sai lầm, thì gọi là y giáo phụng hành, thì gọi là phát Bồ Đề Tâm.
Cho nên trong kinh này giảng về Bồ Đề Tâm rất là cụ thể, khiến cho tất cả chúng sanh trong thời đại này chúng ta ai nấy đều có thể tiếp nhận, đều có thể làm được. A Di Đà Phật vì chúng ta làm tăng thượng duyên, mười phương tất cả chư Phật Như Lai cũng vì chúng ta làm tăng thượng duyên. Không có vị Phật nào mà không khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thân cận A Di Đà Phật là nguyện vọng chung của mười phương tất cả chư Phật Như Lai. Chúng ta đọc trong kinh này đã hiểu rõ. Trong tiểu bản kinh A Di Đà thì nói được càng rõ ràng. Đoạn kinh văn này gọi là nguyện phổ văn. Kế tiếp một câu là nói A Di Đà Phật bình đẳng phổ biến nhiếp thọ tất cả chúng sanh, chư thiên nhân dân cập quyên nhu loại. Một câu này đã bao gồm hết tất cả lục đạo chúng sanh. Trong lục đạo chúng sanh, nhưng quý vị đồng tu nhất định phải nhớ kỹ, không bao gồm cõi trời vô sắc giới. Tại vì sao? Vì trong cõi trời vô sắc giới không có Phật thuyết pháp. Nhà Phật thường nói tam đồ bát nạn, cõi trời vô sắc giới là một trong bát nạn, gọi là trường thọ thiên. Trong cõi trời này không có Phật Bồ Tát đến ứng hóa. Tuy thọ mạng của họ lâu dài nhưng không nghe được Phật pháp. Khi thọ mạng của họ đã hết vẫn còn luân hồi trong lục đạo. Chúng ta không thể không biết. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa bắt đầu từ cõi trời nào? Bắt đầu từ cõi trời tứ thuyền đến địa ngục A Tỳ. Trong lục đạo luân hồi đều có chư Phật Bồ Tát thường đến ứng hóa trong cõi trời dục giới và cõi trời sắc giới. Kể tiếp hai câu rất là phi thường. Đọc đến hai câu này mới biết tịnh độ thù thắng. Cõi nước của mười phương chư Phật đều không thể sánh bằng. Lai sanh ngã quốc tất tát Bồ Tát. Trong đề kinh của kinh này, chúng tôi đã có giới thiệu cho quý vị đồng tu rồi. Kinh này là dạy cho chúng ta bình đẳng thành Phật. A Di Đà Phật truyền thọ cho chúng ta là pháp môn bình đẳng, đều là niệm A Di Đà Phật được vãng sanh. Bồ Tát cũng là niệm A Di Đà Phật được vãng sanh. Phàm phu cũng là niệm A Di Đà Phật được vãng sanh. Thiên nhân cũng là niệm A Di Đà Phật được vãng sanh. Tam đồ ác đạo chúng sanh cũng là niệm A Di Đà Phật được vãng sanh.
Mỗi người tạo nghiệp thiện ác tùy khác nhau, nhưng niệm A-di-đà Phật không có khác nhau. Cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới được quả báo đều là bình đẳng, thật là không thể nghĩ bằng. Tất tác Bồ Tát, tất là hoàn toàn, là hết thảy tất cả, không có một thứ nào ngoài ra. Chỉ cần quý vị sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, hạ hạ phẩm vãng sanh cũng là Bồ Tát, biên địa vãng sanh cũng là Bồ Tát. Cho nên tất cả đều là Bồ Tát. Chỗ này không có nói vãng sanh biên địa là ngoài ra, không có nói. Là hàng Bồ Tát như thế nào? Ở phần kinh văn phía sau, càng đọc càng thù thắng, càng nghe càng không thể nghĩ bàn, đều là A Di Việt Trí Bồ Tát. Không phải là hàng Bồ Tát tầm thường. Hàng Bồ Tát tầm thường không có gì lạ, mà là bậc A Di Việt Trí Bồ Tát. A Di Việt Trí là tiếng Phạn. Ý nghĩa của A Di Việt Trí là không thối chuyển. Phật tại trong Đại Kinh bảo với chúng ta rằng thất địa Bồ Tát vẫn còn thối chuyển, đến bát địa thì không thối chuyển. Hay nói cách khác, A Di Việt Trí là bát địa Bồ Tát. Chúng ta là phàm phu, chưa đoạn phiền não tập khí, chỉ cần trí huệ của quý vị, định lực của quý vị, quý vị niệm câu Phật hiệu này mà thật sự được đắc lực, thì quý vị có thể chế phục được vọng tưởng phiền não tạp khí. Cách chế phục như thế nào? Nghĩa là quý vị phải biết niệm Phật, thì tâm của quý vị vừa nói dậy phiền não thì liền niệm A Di Đà Phật, tức khắc chuyển ý niệm đó, chuyển ngay ý niệm đó, thì người này biết niệm Phật, người này biết dụng công. Có lúc quý vị gặp phải người thiện, tức phụng cảnh, trong tâm khởi lên lòng tham ái, liền niệm A Di Đà Phật để diệt trừ lòng tham ái, lập tức niệm Phật để đoạn trừ phiền não, thì gọi là công phu đắc lực, phiền não sẽ không còn nổi dậy. Nếu quý vị gặp phải người ác, tức nghịch cảnh, trong tâm nổi dậy lòng sân hận, liền niệm A Di Đà Phật để diệt trừ lòng sân hận. Ngay trong lúc này, công phu niệm Phật có được đắc lực hay không thì ở tại chỗ này. Nếu như vọng tưởng tạp khí của quý vị quá nặng, rất nặng, hình như câu Phật hiệu này rất khó chế phục được nó, thì quý vị niệm lớn tiếng nhất định sẽ chế phục được nó. Suốt ngày đến tối, suốt cả năm làm chuyện gì? Chính là niệm Phật chế phục phiền não tạp khí, thời thời khắc khắc trong chừng phiền não tạp khí của mình. Chỉ cần tâm vừa động thì lập tức niệm Phật đè nó xuống. Đây gọi là niệm Phật, cũng gọi là công phu đắc lực. Bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, trong tất cả cảnh duyên đều phải giữ gìn tâm địa thanh tịnh bình đẳng của mình. Hệ tâm thanh tịnh bình đẳng thì sanh trí huệ. Khi trí huệ mở mang thì quý vị sẽ nhìn thấu thế giới, tức là quý vị sẽ thấy được tất cả nghiệp nhân quả báo và lý sự tánh tướng trong thế giới này rất rõ ràng, rất minh bạch. Minh bạch là nhìn thấu. Trong tâm của quý vị không còn bị ô nhiễm,
tùy duyên mà không phan duyên. Đó là công phu của quý vị đã đắc lực. Khi công phu được đắc lực thì liễu sanh tử ra khỏi tam giới, chắc chắn được vãng sanh. Niệm Phật như vậy thì quý vị trong đời này mới không mất cơ hội tốt làm A Di Việt Trí Bồ Tát. Muốn đạt đến địa vị A Di Việt Trí Bồ Tát là chuyện không phải dễ. Phật tại trong kinh có nói, Phật tại trong đại kinh có nói, thông thường tu học muốn đạt đến địa vị này, trước tiên phải đoạn hết kiến tư phiền não. Quả thật là quá khó. Theo sự tu học của chúng ta mà nói là chuyện không thể làm nổi. Đã đoạn hết kiến tư phiền não là địa vị nào? Bộ kinh này là viên giáo đại thừa. Kinh Hoa Nghiêm cũng là viên giáo đại thừa, có nói khi đã đoạn hết kiến tư phiền não thì chứng được bậc Bồ Tát thất tính vị. Trong những thứ bậc của Bồ Tát có 51 địa vị, quý vị chỉ mới là bậc Bồ Tát năm thứ 7. Nếu quý vị đoạn hết trần sa phiền não thì lên đến bậc Bồ Tát năm thứ 10, sau đó phá một phẩm vô minh, chứng được một phần pháp thân thì đạt đến bậc Bồ Tát năm thứ 11. Cũng khá lắm rồi, tức chứng được sơ trụ Bồ Tát thì gọi là pháp thân đại sĩ. Từ sơ trụ trở lên chúng ta còn phải tu đến thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tất cả là 30 ngôi địa vị. Lại từ sơ địa đến thất địa là 7 ngôi địa vị, tổng cộng phía trước 10 địa vị thập tính, tất cả là 47 ngôi địa vị. Phải đạt đến địa vị thứ 48 mới gọi là A Di Việt Trí Bồ Tát. Trong kinh Hoa Nghiêm nói cho chúng ta biết, sau khi chứng được quả vị sơ trụ, muốn tu đến địa vị A Di Việt Trí phải mất thời gian là 2 cái A Tăng kỳ kiếp. Trong 2 cái A Tăng kỳ kiếp đó, cái thứ nhất A Tăng kỳ kiếp là tu mãn những địa vị tam hiền. Cái thứ hai A Tăng kỳ kiếp là tu 7 ngôi địa vị từ sơ địa đến thất địa. Cái thứ ba A Tăng kỳ kiếp là tu bát địa, cửu địa, thập địa, 3 ngôi địa vị. Thì quý vị mới biết được thật là quá khó. Muốn chứng được địa vị A Di Việt Trí là chuyện không phải dễ. Thế nhưng tu pháp môn Tịnh Tông thì dễ dàng. Pháp môn này gọi là khó tin dễ hành, không dễ tin. Nhưng nếu quý vị thật sự chịu tin, không hoài nghi thì rất dễ dàng thành tựu. Nhưng nhất định phải thọ trì đọc tụng, y giáo phụng hành thì quý vị mới được thành tựu. Nếu quý vị nói ta có niệm Phật, nhưng tâm của quý vị, cuộc sống hành vi của quý vị trái với kinh giáo đại dạy, như vậy thì không được. Trong đời này quý vị không thể vãng sanh. Quý vị niệm Phật, quý vị khởi tâm động niệm, tất cả hành vi phải tương ứng với trong kinh dạy. Cũng tức là quý vị nói, quý vị làm đều phải y theo trong kinh dạy. Trong kinh dạy chúng ta làm những điều gì thì chúng ta làm, và chúng ta không nên làm những điều gì thì chúng ta tuyệt đối không làm. Như vậy quý vị mới chắc chắn được vãng sanh. Cho nên xin khuyên quý vị, cái cơ hội này rất hiếm có.
Trong một đời thì có thể làm được A Di Việt Trí Bồ Tát. Cho nên cổ đại đức có nói, trong một niệm siêu việt ba đại A Tăng kỳ kiếp. Tu pháp môn này mau chóng như vậy, không có pháp môn nào sánh bằng. Thiền tông không sánh bằng, mật tông cũng không sánh bằng. Trong đời này tu thiền và tu mật, làm sao có thể đạt đến địa vị A-di vị trí Bồ Tát? Tu thiền tông được minh tâm kiến tánh thành Phật, cũng bất quá là chứng được địa vị sơ trụ Bồ Tát. Chúng ta phải hiểu rõ ràng minh bạch điều này. Cũng có số người không thể tiếp nhận pháp môn này, họ nói niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó là Thích Ca Mâu Ni Phật an ủi cho các bà cụ già, an ủi cho một số người không có tri thức, còn họ thì thông minh, họ hiểu được ý của Thích Ca Mâu Ni Phật. Họ còn nói quả địa cầu là hình tròn, Tây Phương ở đâu? Nếu ngồi máy bay cứ bay hướng Tây, bay mấy chục tiếng đồng hồ rồi lại bay về chỗ cũ, Tây Phương thật sự ở đâu? Họ không tin nên mới có nhiều câu hỏi kỳ quái như vậy. Chỉ có người thật thà thì được độ, chỉ có người thật thà thì được lợi ích. Phật nói Tây Phương thì chúng ta cứ đi theo phương hướng này mà quán tưởng, hết lòng mà tu học. Thật tại mà nói, Phật giáo hóa chúng sanh bao gồm pháp môn Tịnh Tông, không có pháp nào mà không phải là pháp phương tiện. Riêng pháp môn này là được tất cả chư Phật Như Lai đặc biệt quan tâm. Lúc sắp mạng chung quyết không hoài nghi Tây Phương ở đâu. Hễ hoài nghi dù được vãng sanh nhưng sẽ vãng sanh đến nghi thành. Quyết định không hoài nghi Tây Phương ở đâu không có quan hệ. Khi A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, quý vị cần gì phải tìm phương hướng? Người ta đem xe đến trước chúng ta, đi đến một thế giới xa lạ, chúng ta tuyệt không hỏi đi con đường nào, đi phương hướng nào, không cần phải hỏi. Ngồi lên xe của họ thì đi đến nơi. Cái pháp môn này lúc sắp mạng chung A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, quý vị không nên hỏi phương hướng làm gì, cứ đi theo A Di Đà Phật thì sẽ đến nơi. Phật nói Tây Phương là khiến cho tâm của chúng ta an trụ một chỗ, vì tâm của phàm phu cũng phải an trụ một phương hướng, an trụ ở một mục tiêu. Nếu không thì họ cảm thấy không có chỗ nương tựa, cảm thấy lạc lõng, cho nên Phật mới nói hướng Tây. Cổ Đại Đức cũng có nói hướng Tây này không phải là hướng Tây của quả địa cầu này, mà là hướng Tây của Tây, mà là hướng Tây của Ta Bà thế giới. Nói như vậy thì cũng hợp lý, là hướng Tây của Ta Bà thế giới. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật là 12,000 năm. Trong 12,000 năm, Đại Thiên thế giới cũng đang di động, cũng đang xoay chuyển, nhưng góc độ sự xoay chuyển rất ít, phương hướng cũng không có thay đổi. Không cần nói rất rộng lớn, chỉ nói hệ ngân hà. 3,000 năm trước đã nói hướng Tây của hệ ngân hà, 3,000 năm sau ngày nay cũng nói hướng phương hướng đó, không có thay đổi nhiều. Dù nó có di động cũng chỉ là 1-2 độ mà thôi.
đó là nói hướng Tây của ta bà thế giới, không phải nói hướng Tây của quả địa cầu này. Cho nên chúng ta tuyệt đối không nên hoài nghi. Hoài nghi là nghiệp chướng tập khí sâu nặng của chúng ta. Chúng ta phải nên trân quý cái cơ hội này. Phải tin sâu lời Phật nói, không vọng ngữ. Y theo lời Phật dạy mà làm thì chúng ta nhất định được sự lợi ích.